được người để ta thêm sai lầm hơn. Hôm nay tôi vừa mới tạo được một đôi giày siêu đẹp luôn nè mấy bà. Lúc đầu thì tôi không có định mua đâu, nhưng mà sau khi đọc quá trời comment khen của mọi người thì tôi quyết định mua luôn. Trời, cái khúc này cái kép tôi nó hơi lục quá nên thôi tôi xé tay luôn cho nó lẹ. Thì cái điểm mà tôi thích ở cái shop này á, tức là gói hàng nó cũng khá là ok ha. Nhìn chung thì cũng có hộp giấy và gói giấy này nọ nè. Lúc mở hộp giày ra tôi hơi bị bất ngờ bởi vì đôi giày rất là xinh luôn á mọi người. Nhìn từ đường kim mũi chỉ và cái hoa dáng của đôi giày á, thì tôi thấy đôi giày này khá là chắc chắn luôn mọi người. Với lại thì đế nó cũng cao nữa, hắc chiều cao thật sự luôn á. Shop còn tặng thêm một cái túi tốt đựng giày nữa. À mọi người bỏ qua cái chân bằng lá của tôi nha. Làm gì giờ em nhận ra từ thích thích thành yêu yêu rồi thương thương nên em đành viết chiếc thư tình.